600 mét. Một một mét vuông. 600 nữa. 600 trăm mét là 6 triệu à? Nguyên vàng luôn. Này đối diện sang nhà mình rồi nhỉ? Ơi. Đang quay nghe một nếp nhà. Đang quay nhà bên cạnh nhà này. Liêm cổ. Là liêm cổ. Anh gọi điện thoại em đi. À. Ra vườn. Gọi là tốn tiền tốn wifi. Nếp nhà liêm cổ. Còn lại là ba vì gỗ liêm. Hoành. Hoành to dã man. Có điều là lối nhà này thì hơi thấp. Lối nhà này về mua thì mình sẽ sửa lại. Sửa lại nhiều đấy. Thứ nhất là nâng cột lên. Thứ hai là ba con trồng vuông ở đây sẽ thay bằng con trồng đục, giống như cái vì bên này. Đấy. Thay bằng cái con trồng đục giống như cái vì bên này. Đấy, anh em nhìn. Được bộ hoành rất là đẹp. Được bộ hoành rất là đẹp. Lim. Lim ta. Đấy, quái giang hoành đấu. Nhà này thì hơi thấp. Nhà này thì hơi thấp. Nhà này về sẽ phải nâng đá lên khoảng 30. Cột cái 3m2, nâng đá lên khoảng 30 là 3m6. 3m6 thay hai vì con trồng chóp ở đây. Thay hai vì con trồng chóp ở đây thì sẽ đẹp hơn. Cột, hai cái cột hậu này là hơi cong này. Hai cột hậu này hơi cong, thay nốt hai cột hậu này. Lấy gỗ của hai cột hậu này đưa lên cái vì chóp này. Thì sẽ được một cái nhà lim bốn vì đẹp. Cái nhà này thì dựng lên tầng 2 thì rất là ok luôn. Cái ván này thay này. Ván bức này thay này. Ván bức này thay này. Có nghĩa cái nhà này hiện tại nó đang có 3 vì. Thiếu một vì bức thuận ở bên kia. Đấy, về mình sẽ thêm. Thêm một vì bức thuận là 1 này. Thay tất 3 con trồng chóp ở trên này là 2 này. Thay 2 cột hậu này là 3 này. Đấy. Bởi vì là thích cái chất lim của nó. Thích cái chất lim này của nó. Nếu mà làm được cái căn này, anh em dựng lên tầng 2 thì rất là đẹp. Dựng được ở trên tầng 2 thì rất là đẹp. Sẽ là hai vì bức thuận. Hai vì bức thuận. Hai vì bức thuận có cửa buồng. Cửa buồng soi rất là cầu kỳ. Cửa buồng soi rất là cầu kỳ. Cửa buồng soi rất là cầu kỳ. Thì mình sẽ hướng mình sẽ sửa như thế. Hướng mình sẽ sửa như thế. Thêm một vì bức thuận. Thay hai cột hậu. Thay hai cột hậu. Thay con trồng chóp. Thay con trồng chóp. À còn cửa, quên mất cửa. Cửa thì sẽ giữ lại khung. Bỏ ván ra. Cửa thì sẽ giữ lại khung. Bỏ ván ra. Lùa ván đục vào. Lùa ván đục vào thì sẽ rất là đẹp. Cột đường kính 24, cao 3m2, lên thêm đá nữa là cao được 3m5. Đấy, lên đá nữa cao được 3m5 thì lên cái bộ nhà này cũng rất là ok. Được cái phần mái, được cái phần mái của nhà này rất là đẹp. Thì nhà này chỉ được mỗi phần mái thôi. Nhà này về đa số mình sẽ phải thêm nhiều đấy. Thêm nguyên một vỉ thuận này. Thêm con trồng chóp này. Hoành xà thì giữ lại được hết của nó. Hoành xà, quái giang, câu đầu. Đấy. Chất gỗ của nó thì đánh như thép luôn. Anh em nhìn chất gỗ của nó thì đánh như thép luôn. Chất gỗ của nó thì đẳng cấp đấy. Về mình sẽ thêm cái chất gỗ lim cũ như thế này nữa. Đấy. Nâng cao nhà lên. Nâng cao nhà lên đồng thời là nếu như anh em mà dựng lên tầng 2 thì rất là đẹp. Còn nếu mà dựng ở tầng dưới thì sẽ lên 3 bậc hoặc 5 bậc. Lối nhà 7 hiên. Không có kẻ hiên dài. Mà chỉ là 7 hiên thôi. 7 hiên nó buông ngắn ra 90 phân ra đến hết hiên. Để thay lại khá nhiều đấy.
có cái gạch này rất là đẹp, gạch cổ, dỡ nhà lấy luôn cả gạch cổ nó về lát bậc thềm rất là đẹp. Quay tổng thể bên ngoài căn nhà.